Vụ salon nổi tiếng bị tố ăn bớt tóc khiến cho bệnh nhân ung thư, chính chủ lên tiếng minh oan cho mình. Liên quan đến vụ salon tóc tại Hà Nội bị tố ăn bớt tóc dành cho bệnh nhân ung thư tại chương trình Tóc cho người bệnh ung thư diễn ra ở Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh ngày 11 tháng 6. Phía bệnh viện đã có thông tin chính thức. Ngày 13 tháng 6, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh có báo cáo về kết quả tổ chức chương trình Tóc cho người bệnh ung thư diễn ra vào ngày 11 tháng 6. Theo Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Văn Đưởng, tại chương trình Tóc cho người bệnh ung thư, số lượng bộ tóc trao tặng người bệnh ung thư là 50 bộ. Quỹ Ngày Mai Tươi Sáng của Bộ Y tế không giới hạn số lượng bộ tóc trao tặng cho bệnh nhân ung thư. Số lượng trên được trao tặng trên cơ sở thực tế nhu cầu đăng ký trực tiếp của người bệnh ung thư thuộc Trung tâm Ung bướu. Số lượng tóc tiếp nhận từ các tình nguyện viên đến hiến tặng là 703 bộ. Hiện các bộ tóc trên được Phòng Công tác Xã hội quản lý, chờ bàn giao cho Quỹ Ngày Mai Tươi Sáng. Chương trình tổ chức nhận được sự chung tay đồng hành của Quỹ Ngày Mai Tươi Sáng cùng rất nhiều nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Trong đó, 16 salon tóc tại Bắc Ninh vừa cử người đến cắt tóc cho các tình nguyện viên hiến tóc tại bệnh viện, vừa nhận chỉnh sửa tóc miễn phí cho các tình nguyện viên hiến tóc tại salon. Chương trình là hoạt động xã hội mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tiếp thêm nghị lực để những nữ bệnh nhân ung thư có tinh thần tích cực hơn trong cuộc sống, góp phần lan tỏa sự yêu thương, sẻ chia và lối sống lành thiện tới cộng đồng, thông báo nêu. Đến chiều ngày 13 tháng 6, fanpage của salon này cũng đã chính thức lên tiếng phủ nhận về tin đồn ăn chặn 700 bộ tóc từ thiện. Cụ thể, đại diện salon này chia sẻ lại bài báo nói rõ nơi đang giữ 700 bộ tóc, kèm lời nhắn rằng: "Với tâm huyết, với tình yêu thương của khắp nơi mọi người, chúng em sẽ luôn nỗ lực lan tỏa những điều tích cực tới xã hội. Cảm ơn tình yêu thương và cho đi của các chị rất nhiều, biết ơn." Thông tin trên nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ đông đảo cư dân mạng. Đa số mọi người đều thở phào vì đã không trao tặng tóc và tin tưởng nhầm salon. Trước đó, vào khuya ngày 12 tháng 6, tài khoản BTM đăng tải bài viết tố salon tóc tại Hà Nội sau khi nhận 700 bộ tóc mà người dân hiến tặng cho bệnh nhân ung thư tại chương trình ở Bắc Ninh. Chủ shop chỉ trao tặng 50 bộ. Sau 9 giờ đăng tải, bài viết đã nhận về hơn 14.000 lượt thích, hơn 5.000 lượt bình luận. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.